Cây đa. Đây có cái đa Bự chữ ha. Thế đa. sợ nó cao ghê. Trên ngó bộ rễ đây hết không? Ồ, chùa nào to thế? Ồ, chắc 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 cái đó đó. Cái chùa, nói cái chùa. Đây bắt đầu vùng đất tâm linh. Đi vào trong nổ mấy con quay lại sai đường rồi con ơi, nãy quẹo phải rồi. Rồi để quay lại lên cái dốc này kìa. Ô mà sao cái chùa này lớn dữ vậy ta? Không phải cái chùa này là sao ấy, anh mất nói chuyện sai hai lần nữa không.
đứng kế bên đi anh chụp cho tấm. Wow, hay quá. Giới thiệu sơ sơ. Đây là ba bà thầy Càn Sơn. Dạ. Ở giữa là bà thầy Bửu Huệ sáng lập đó, vì cao pháp thạch học ở huyện Nghi Mắt, đi những việc cái gì sẽ cảm miền Tây bây giờ đó. Dạ dạ. Bây giờ hoàng mình sự Minh Thông thực thì đó. Dạ dạ. Đây là bà thầy Bửu Lai. Dạ. Đây là bà thầy Diệm Tâm, là ba bà thầy khai sơn cái tổ đình này. Dạ vâng. Tổ đình có nghĩa là chùa tổ. Dạ. Ở Long An. Dạ vâng. Giống như ngoài đời á. Dạ. Ông nào mà sáng lập ra cái tông phái gì đầu tiên ông đó gọi là tổ. Dạ. À vâng. Tổ đình là chùa sáng lập của ngày đầu tiên gọi là chùa tổ. Dạ. Thì có cái chùa này nó có cái này thôi. Dạ. Giờ sở dĩ tại sao mà các cái chùa khác á chỉ có một vị bà thầy Khai Sơn. Dạ. Mà chùa mình lại ba vị bà thầy Khai Sơn là bởi vì hồi đó là ông Diễn có vị lý trung môn Diễn đó. Chú cũng biết chứ hả? Dạ biết. Đó, ông nổi tiếng miền Nam á. Dạ dạ. Thì nói tới ông Diễn là ông có ông biết trước nhá, ông Dương Ngô Đình Diệm mà rất nữa đó. Dạ. Thì ông coi đi với hòa thượng Diệm Tâm này, mời ông lên, hòa thượng cũng nghiên cứu về kinh điển cũng giỏi lắm á. Dạ dạ. Thì đi máy bay mới nhìn xuống xí đất ở đây này. Dạ. Thì mới quyết định xuống đây tập thành lập cái trường. Dạ. À vâng. Đó. Bởi vì ông nhìn cái khí đất là ông biết là sau này chỗ đó đang sao sao rồi. Yeah. Nhưng mà ông nói chỗ này muốn là cái chùa thì phải ba vị hòa thượng mới đủ đức để hàng phục cái long mạch ở đây được. À, vâng. Mà hàng phục được long mạch ở đây thì tăng ni sẽ nguyên tụ về đây đâu. Yeah. Uh-huh. Lúc bây giờ hòa thượng Diệm Tâm mới thỉnh hòa thượng Bửu Huệ, hòa thượng Bửu Lai của cô. Yeah. Ra đây để mà khai sơn. Thành ra rồi chứ có đúng ra thì cái, các cái chỗ khác chỉ một vị khai sơn. À, vâng. À, vâng. Nhưng mà đây là ba. Coi như ngài là coi như thờ tổ Huệ Viễn, đây là tổ Tịnh Độ. Đây đây có cái hình hồi xưa mà đặt đá khai sơn này. Dạ khai sơn là chỗ này. Cái khai sơn. Chứ cái chùa này, chùa cũ này. Rồi đó bao giờ thì đặt đá là khai sơn cái chùa cũ này. Dạ. Khai sơn cái chùa cũ. Dạ. Bây giờ mới
là tu lại. Dạ. Ừ. Thầy chùa cũ thì nó chăng hồi xưa nó dạ cũng lâu quá. Dạ dạ. Con có lên lúc đó, lúc chưa trùng tu này con có lên là. Thầy ở đây. Coi như giữ lại một cái nguyên thủy hả? Đấy, kỷ niệm. Chim ở đây nó cũng dạng quá rồi. Dạ. À vâng, đúng rồi. Màu đẹp quá. Vâng. Bướm. Bướm đẹp quá chú. Đẹp quá. À, đây là... lúc nào cũng một cặp mà cái mồng ấy, cái màu nó đẹp lắm chú, nó nằm ở trên kìa. À vâng, một đèn quá. Yeah.